giờ 22 phút ngày 23 tháng 1 năm 2019 thì đội ngũ Tùng Tám là vừa hoàn thiện xong một chiếc cuốn thư câu đối, cuốn thư chiếc cuốn thư bằng gỗ gỗ cho chị Nhung tại Yên Bái. Thì hôm trước là chúng tôi đã quay một video mộc của chiếc cuốn thư này rồi, chị rất ưng ý nên đã đặt cọc chúng tôi, và hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong chiếc cuốn thư này. Thì là hàng hàng VIP của chúng tôi, là hàng đục chạm rất là sắc nét, đây sắc nét đến từng chi tiết luôn, từ những bông hoa rồi thì những chú chim thì là nét. Đây, hiện tại là chúng tôi đang quay ở trong phòng phun sơn nên là thắp nhiều ánh điện, mà bộ này thì đã phun BU rồi nên là nó hơi khó quan sát một chút, nó bị lóe. Ở giữa là có bông hoa hồng, bông hoa hồng đây. Những cái mấu mắt của thân cây và con rồng hóa thành thân cây ra đây, thể hiện rất là chi tiết và đẹp. Đây, những cái bông hoa này đây, từng những cái nhụy này rất là sinh động, gặp những cái nhụy rất là nhỏ, rất là cực kỳ là sinh động. Quan sát một chút bởi chúng tôi đã sơn bóng rồi, ánh điện ở chiếu ạ. Ở giữa thì là được chạm ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm. Ba chữ này có ý nghĩa là đức độ thì tỏa sáng muôn đời. Hai bên là có thanh kiếm và cây bút là tượng trưng cho văn võ song toàn. Ngoài ra thì còn có nền gấm đây. Nền gấm thì ngày xưa thì cổ truyền của người dân Việt Nam thì thường là tượng trưng cho sự ấm no và hạnh phúc, sự sung túc đầy đủ, ấm no hạnh phúc. Đây là rồng hóa thành thân cây, có chú chim điểu, chim điểu. Những bông hoa này thì cũng hoa mai này thì cũng là rất nhiều ý nghĩa, như là năm cánh hoa mai thì là được các nhà phong thủy thì thường là tượng trưng cho ngũ hành, ngũ phúc, có rất là nhiều ý nghĩa. Những sản phẩm từ đồ gỗ mà được đục chạm thì là rất nhiều ý nghĩa. Đó, đây là toàn cảnh của cuốn thư. Video này thì là tôi đang quay ở trong cái xưởng phun sơn chúng tôi đây, hiện tại là buổi chiều tối thôi. Đây có những bộ ghế Âu Á trương voi bằng gỗ gõ đỏ thì đang được nhất giáp hoàn thiện. Ra còn nhất rất nhiều sản phẩm khác ở phía bên ngoài kia, rất nhiều sản phẩm khác. Thế mọi người mà ai có nhu cầu mà muốn sở hữu những bộ cuốn thư câu đối như của chị Nhung thì có liên hệ với cơ sở chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Đó. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.